trì lớp học vui vẻ, cô Trang mang đến cho chúng mình một âm thanh thú vị. Chúng mình cùng lắng nghe nhé. Để biết đó là âm thanh của phương tiện giao thông gì, xin mời các bé cùng hướng lên màn hình nào. Các bé ơi, chúng mình vừa nhìn thấy gì trên màn hình? Đúng rồi, đó là tàu hỏa đấy. Hôm nay cô con mình cùng nhau nhận biết tập nói tàu hỏa và các bộ phận của tàu hỏa nhé. Các con ơi, đây là gì nào? À, đó là phương tiện giao thông đường sắt có tên là tàu hỏa hay còn gọi là tàu lửa đấy. Trong chương trình ngày hôm nay, cô con mình cùng gọi là tàu hỏa nhé. Chúng mình cùng nói nào. Tàu hỏa. Nhắc lại nào. Tàu hỏa. Các bé nhắc lại lần nữa nào. Tàu hỏa. Các con có biết tàu hỏa có những bộ phận nào không? À, đúng rồi đấy. Đây là đầu tàu hỏa. Nói lại nào. Đầu tàu hỏa. Các bé nói lại một lần nữa nào. Đầu tàu hỏa. Đầu tàu dùng để làm gì? Đầu tàu là nơi có buồng lái, là chỗ ngồi làm việc của các bác lái tàu đấy. Chúng mình có thấy đầu tàu hỏa có màu gì không? Đầu tàu hỏa có màu đỏ. Chúng mình cùng nói to nào. Đầu tàu hỏa màu đỏ. Các con cùng nói lại nào. Đầu tàu hỏa màu đỏ. Đây là bộ phận gì của tàu hỏa? Đây là toa tàu hỏa. Chúng mình cùng nói nào. Toa tàu hỏa. Các bé nhắc lại nào. Toa tàu hỏa. Các bé nhắc lại lần nữa nào. Toa tàu hỏa. Đoàn tàu có một toa tàu này, hai toa tàu này, ba toa tàu và có rất là nhiều các toa tàu nối liền với nhau. Các con ơi, toa tàu dùng để làm gì? Toa tàu dùng để chở người và hàng hóa đấy. Có một bộ phận giúp cho đoàn tàu có thể di chuyển được. Đố các con biết đó là gì? Đó là những chiếc bánh xe tàu hỏa đấy. Chúng mình đọc cùng cô nào. Bánh xe tàu hỏa. Nhắc lại nào. Bánh xe tàu hỏa. Chúng mình nhắc lại lần nữa nào. Bánh xe tàu hỏa. Bánh xe có dạng hình tròn đấy các con ạ. Tàu hỏa có rất là nhiều các bánh xe để giúp cho đoàn tàu chạy được trên đường ray nên được gọi là phương tiện giao thông đường sắt đấy. Chúng mình có biết khi tàu hỏa chạy phát ra âm thanh như thế nào không? Còi tàu kêu tu tu. Chúng mình cùng nói lại nào. Còi tàu kêu tu tu. Các con cùng nhắc lại nào. Còi tàu kêu tu tu. Rất là giỏi, cô khen tất cả các con nào. Các bé ơi, chúng mình cùng xem cô có gì đây. Đúng rồi, cô có một đoàn tàu hỏa khác đấy. Bây giờ cô sẽ chỉ vào các bộ phận của đoàn tàu hỏa này. Các bé hãy nói thật to tên bộ phận đó. Chúng mình đã rõ chưa? Cô mời các bé nào.
Đây là bộ phận gì của tàu hỏa vậy các con? À, đây là đầu tàu hỏa đấy. Chúng mình cùng nói to nào. Đầu tàu hỏa. Rất là giỏi, một tràng vào tay thưởng cho tất cả chúng mình. Còn đây là bộ phận gì của tàu hỏa? Đúng rồi, đây là bánh xe tàu hỏa. Chúng mình cùng nhắc lại nào. Bánh xe tàu hỏa. Rất là giỏi, một tràng vào tay thưởng cho tất cả chúng mình. Còn đây là bộ phận gì của tàu hỏa vậy? Đúng rồi, đây là toa tàu hỏa. Chúng mình cùng nhắc lại nào. Toa tàu hỏa. Chúng mình cùng nhắc lại một lần nữa nào. Toa tàu hỏa. Một tràng vào tay thưởng cho tất cả chúng mình. Như vậy, chương trình lớp học vui vẻ hôm nay của bọn mình đã cùng nhau nhận biết tập nói tàu hỏa. Tàu hỏa hay còn gọi là tàu lửa, gồm có đầu tàu, toa tàu, các tòa tàu được nối liền với nhau. Và tàu hỏa có rất là nhiều các bánh xe. Tàu hỏa là phương tiện giao thông đường sắt dùng để chở người và hàng hóa. Các con nhớ khi ngồi trên tàu xe, chúng mình phải ngồi ngay ngắn, không được đua nghịch, không được thò đầu, thò tay ra ngoài cửa sổ. Và khi đi trên đường thấy tàu hỏa, chúng mình không được lại gần, không được ném đá, ném gạch lên tàu hỏa. Chúng mình đã nhớ chưa nào? Tiếp theo chương trình, cô con mình sẽ cùng chơi trò chơi lái tàu nhé. Các bé có thích chơi lái tàu không? Cô con mình sẽ cùng chơi nhé. Để chơi trò chơi lái tàu, cô Trà đã chuẩn bị gì đây hả các con? Đúng rồi, đây là vòng thể dục đấy. Cô sẽ dùng vòng thể dục này để làm vỗ lăng của bác lái tàu. Khi chúng mình ở nhà, chúng mình hãy nhờ ông bà, bố mẹ chuẩn bị cho chúng mình những chiếc vòng tròn như thế này để làm vỗ lăng lái tàu và chơi trò chơi lái tàu cùng với cô nhé. Khi chúng mình chơi, chúng mình hãy nhờ người lớn quay video lại và gửi lên nhóm lớp để cho cô và các bạn cùng xem nhé. Bây giờ cô con mình sẽ cùng chơi trò chơi lái tàu bằng một bản nhạc. Khi bản nhạc kết thúc thì cô con mình sẽ cùng dừng chơi. Chúng mình đã rõ chưa nào? Bây giờ xin mời các bé cùng chơi trò chơi với cô nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé ở những chương trình tiếp theo. Xin chào!